phật tử những lời ấy là nhắm vào một người hay sự kiện cụ thể nào đó chẳng phải dành chung cho mọi người hòa thượng khi con cháu đời sau trích dẫn lời này họ đơn giản chỉ biết nói vẻ thức ăn mà bụng vẫn đói đếm tiền cho thiên hạ mà mình vẫn nghèo chẳng có được lợi ích gì cả phật tử như khi người đang gần đến lúc khai ngộ các thiền sư có thể đánh để giúp cho anh ta ngộ nên nếu người sau đánh người một cách tùy tiện vẫn không được kết quả gì là sao hòa thượng khi các ông đánh họ chỉ khiến họ nổi nóng lên thôi còn khi công phu của các ông đã đến lúc chín muồi rồi chỉ cần các ông va vào hoặc đụng vào một vật gì đó liền được khai ngộ Chuyện ấy ít khi xảy ra lắm, vì các ông càng mong muốn càng khó được khai ngộ, vì sự mong muốn ấy chính là vọng tưởng, các ông không nhận ra đó là vọng tưởng và chấp dính vào trong cái tưởng thường tình của con người, quý vị tưởng tượng ra cả ngày tận thế mà chẳng giải quyết được việc gì cả.